Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ Ba, ngày 18 tháng 10 năm 2022. Trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, sáng nay ngày 18 tháng 10, Hội đồng dân tỉnh Trà Vinh khóa 10 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 6, kỳ họp chuyên đề trong năm 2022. Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Đến giữa kỳ họp có đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và 47 trên 49 đại biểu Hội đồng dân tỉnh khóa 10. Kỳ họp đã xem xét một số nội dung quan trọng để kịp thời chấn chỉnh các công việc phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp thường lệ của Hội đồng dân tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo quản lý điều hành của Ủy ban dân tỉnh. Tại kỳ họp, Hội đồng dân khóa 10 đã xem xét các dự thảo nghị quyết về Nghị quyết sửa đổi điều 2, Nghị quyết số 16/2021 của Hội đồng dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2022. Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 đợt 2. Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh năm 2022 đợt 2. Dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích xây dựng công viên xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải. Dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung khoảng 2 điều 1 của nghị quyết số 04/2021 của Hội đồng dân tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025. Dự thảo nghị quyết quy định lập dự toán quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Dự thảo nghị quyết ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Sau báo cáo thẩm tra của các ban hội đồng nhân dân, đại biểu hội đồng dân đã thảo luận và thống nhất thông qua 8 nghị quyết, trong đó có các nội dung quan trọng về sửa đổi điều 2, nghị quyết số 16/2021 của Hội đồng dân tỉnh, điều chỉnh 3 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế của nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2022, bao gồm hạ chỉ tiêu tăng trưởng GDP xuống còn mức tăng trưởng là 1,32% so với năm 2021. Hạ chỉ tiêu GDP bình quân đầu người từ mức đạt 72 triệu đồng xuống còn đạt mức 67,03 triệu đồng. Và hạ tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ từ mức chiếm 72% xuống còn 67,33% trong tổng số giá trị GDP. Bổ sung và mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách của nghị quyết số 04/2021 của Hội đồng dân tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 khó khăn vì nhà ở được hỗ trợ nhà ở từ nguồn quỹ an sinh xã hội hoặc từ nguồn hỗ trợ hợp pháp khác nhưng chưa hoặc đang xây dựng nhà ở có nhu cầu vay thêm vốn để xây dựng nhà ở khang trang hơn thì được xem xét hỗ trợ vay vốn tối đa 50 triệu đồng trên hộ. Quy định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích xây dựng công viên xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải. Với diện tích 0,6 ha nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng và giải trí của người dân, từng bước hoàn thành tiêu chí xã lên phường và đô thị loại 3 trong tương lai của thị xã Duyên Hải. Các nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh nhằm phù hợp với tình hình thu và cân đối chi ngân sách tỉnh. Bế mạc kỳ họp, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đề nghị Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành tỉnh, Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được Hội đồng dân tỉnh thông qua. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cần tập trung rà soát bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp hoặc nội dung cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Kịp thời tuyên truyền phổ biến các nghị quyết hội đồng dân và kết quả kỳ họp đến toàn thể cử tri và nhân dân để nhân dân theo dõi và tham gia giám sát.
ngày 17 tháng 10, Học viện An ninh Nhân dân, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước. Đến dự có Đại tá Nguyễn Trường Thọ, Phó Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân, Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Tham gia lớp tập huấn có 144 học viên là lãnh đạo chỉ huy cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố thuộc Công an tỉnh. Thời gian tập huấn diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 10. Học viên sẽ được truyền đạt, trao đổi các vấn đề về công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và phòng chống lộ lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng trong lực lượng công an nhân dân. Cuối chương trình tập huấn, các giảng viên sẽ giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác của học viên. Để lớp tập huấn đạt hiệu quả, chất lượng tốt nhất, tại buổi lễ khai giảng, Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, sắp xếp công việc của đơn vị, tham gia học tập đầy đủ nghiêm túc, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, nội quy quy định của lớp tập huấn, mạnh dạn thẳng thắn trao đổi những vấn đề khó khăn với giảng viên để được giải đáp, hướng dẫn cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Sau 6 ngày đêm tranh tài sôi nổi, đêm qua 17 tháng 10, Ban tổ chức hội thi tiếng hát công dân viên chức lao động tỉnh Trà Vinh năm 2022 tổ chức bế mạc và trao giải cho các thí sinh. Đến dự có ông Kiên Quân, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh. Đây là hoạt động do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm thể hiện sự chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân viên chức lao động. Qua đó tạo tinh thần vui tươi phấn khởi, động viên công nhân viên chức lao động sau những giờ lao động mệt nhọc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội thi lần này thu hút 167 thí sinh tham gia tranh tài ở thể loại đơn ca tân nhạc và cổ nhạc, thể hiện những bài hát có chủ đề ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ, về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam. Đồng thời ca ngợi hình ảnh người lao động trong công tác lao động sản xuất, ca ngợi về cuộc sống, tình yêu quê hương đất nước, quê hương Trà Vinh. Theo đánh giá của ban tổ chức, hội thi lần này có nhiều thí sinh mới, trẻ, chất giọng hay và hát tốt nhiều thể loại. Cùng với đó, một số thí sinh có áp dụng kỹ năng cơ bản về thanh nhạc, chọn bài hát phù hợp với giọng hát của mình, phong cách tự tin. Các tiết mục dự thi phong phú, hấp dẫn, nhiều cảm xúc, nhất là các bài hát truyền thống. Kết quả chung cuộc, ở thể loại cổ nhạc, ban tổ chức đã chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất để trao một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba và 6 giải khuyến khích. Còn ở thể loại tân nhạc, ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì, 4 giải ba và 8 giải khuyến khích. Trong đó, thí sinh Tô Thanh Khương đến từ Liên đoàn Lao động huyện Cầu Ngang đạt giải nhất ở thể loại tân nhạc và thí sinh Phạm Thị Huỳnh Như thuộc Công đoàn viên chức tỉnh đạt giải nhất ở thể loại cổ nhạc. Ngày 18 tháng 10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh đã tổ chức lễ trao quyết định nâng bậc lương, thăng quân hàm trước niên hạn cho quân nhân chuyên nghiệp ở các cơ quan đơn vị và Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tham gia phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Đại tá Trương Văn Thẩm, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến dự. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trương Văn Thẩm, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chúc mừng 63 đồng chí được thăng quân hàm trước niên hạn, 30 đồng chí được bảo lưu kết quả và 5 đồng chí được thưởng lương đợt này. Qua đó, Đại tá Trương Văn Thẩm nhấn mạnh đây là sự quan tâm của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Đảng ủy quân khu, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhất là sự phấn đấu nỗ lực của từng đồng chí đã khắc phục mọi khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các đồng chí tiếp tục không ngừng phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện, luôn luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngày 17 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cầu Kè tổ chức họp mặt với hơn 100 đại biểu là cán bộ Hội viên Phụ nữ tiêu biểu và nguyên cán bộ lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện qua các thời kỳ để ôn lại truyền thống 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 1930, 20 tháng 10 2022 gắn với đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp nữ, phụ nữ khởi nghiệp. Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, bà Trịnh Thị Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh, ông Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cầu Kè đến dự. Tại buổi họp mặt, bà Trần Thị Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cầu Kè phát biểu ôn lại truyền thống dễ dàng của Hội Phụ nữ Việt Nam qua 92 năm xây dựng và trưởng thành. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Liên hiệp Phụ nữ luôn giữ vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ,
đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cầu Kè, đã biểu dương những đóng góp tích cực của hội phụ nữ các cấp đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trong huyện cần tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt, đẩy mạnh các phong trào thi đua khởi nghiệp, học tập, làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền, triển khai lồng ghép các hoạt động hỗ trợ phụ nữ trên các lĩnh vực đời sống, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược quốc gia vì bình đẳng giới, đặc biệt là chung sức đồng lòng cùng với các cấp, các ngành phấn đấu thực hiện thành công huyện nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cầu Kè tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo của ban dân huyện với doanh nghiệp nữ, phụ nữ khởi nghiệp. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở, tại cuộc đối thoại đã có 11 ý kiến đề xuất của hội viên phụ nữ đến lãnh đạo của ban dân huyện về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nữ và phụ nữ khởi nghiệp, như cần xem xét tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi, trang thiết bị máy móc để phát triển sản xuất, phối hợp liên kết giới thiệu quảng bá cũng như tìm đầu ra cho các sản phẩm do phụ nữ làm ra, hỗ trợ xây dựng mã dùng trồng nhãn hiệu độc quyền cây ăn trái, sản phẩm OCOP và hỗ trợ phương án sản xuất kinh doanh gắn với du lịch, hướng dẫn các thủ tục hồ sơ pháp lý cần thiết để đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp nhằm giúp cho chị em phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp. Qua các ý kiến trao đổi của chị em phụ nữ đã được lãnh đạo của ban dân huyện Cầu Kè và các ngành chức năng có liên quan của huyện ghi nhận, đồng thời thông tin trao đổi, chia sẻ thêm một số chính sách hỗ trợ của nhà nước cho hoạt động khởi nghiệp của phụ nữ. Qua đây nhằm giúp cho chị em phụ nữ nắm rõ để mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp cũng như mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương trong thời gian tới. Dịp này, có 14 cá nhân được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cầu Kè biểu dương điển hình gương hội viên phụ nữ tiêu biểu tham gia các phong trào hoạt động của hội năm 2022. Sáng nay ngày 18 tháng 10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai và tổ chức Đông Tây Hội ngộ, tài trợ cho tỉnh Trà Vinh xây dựng nhà tình thương chống chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu năm 2022. Theo nội dung ký kết thỏa thuận giữa ba đơn vị, thì Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai và tổ chức Đông Tây Hội ngộ đồng ý hợp tác với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh trong dự án xây dựng nhà tình thương chống chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu năm 2022. Đối tượng được hưởng lợi là các hộ nghèo, cận nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, nằm trong vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu như ngập lũ, triều cường, ngập mặn và gió bão tại tỉnh Trà Vinh. Theo đó, có 20 hộ thuộc các huyện Châu Thành, Tiểu Cần, Cầu Kè, Trà Cú và huyện Duyên Hải được hỗ trợ xây dựng nhà mới với tổng kinh phí 1 tỷ 640 triệu đồng. Trong đó, tổ chức Đông Tây Hội ngộ tài trợ 640 triệu đồng, Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai hỗ trợ 400 triệu đồng, chính quyền địa phương và hộ gia đình đối ứng 600 triệu đồng. Đây là buổi ký kết nhằm tăng cường nguồn lực hỗ trợ cho người dân nghèo xây dựng nhà ở chống chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tính đến nay, Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai đã thực hiện các dự án hỗ trợ bồn chứa nước cho hàng trăm hộ dân, hỗ trợ tỉnh Trà Vinh xây dựng 3 trạm cấp nước sạch cùng đường ống cung cấp nước sinh hoạt cho hàng ngàn hộ dân dùng hạn mặn, xây dựng bể bơi trong trường học phòng tránh đuối nước cho học sinh, cùng hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà tình thương chống chịu với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Ngày 18 tháng 10, Trung tâm Chính trị huyện Càng Long phối hợp với Ban Tổ chức huyện ủy tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 180 đồng chí là bí thư chi bộ, chi ủy viên ấp, khóm và các chi bộ trực thuộc. Lớp học diễn ra trong 6 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu các nội dung như tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng, công tác tổ chức và công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng, công tác kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng, nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên cơ sở. Thông qua lớp học nhằm giúp các đồng chí bí thư chi bộ, cấp ủy viên các chi bộ, đảng bộ cơ sở nắm vững vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, phương thức lãnh đạo và công tác xây dựng đảng của chi bộ cơ sở, công tác dân vận, kiểm tra, giám sát và khen thưởng kỷ luật. Qua đó vận dụng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong tình hình mới. Ngày 17 tháng 10, tại trường Trung học phổ thông thành phố Trà Vinh, Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức buổi tuyên truyền sử dụng điện an toàn và tiết kiệm,
cho trên 400 em học sinh và giáo viên của trường. Mục đích của buổi tuyên truyền là nhằm giáo dục cho học sinh ý thức trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả ngay từ lứa tuổi thiếu niên, từ đó mang lại hiệu ứng tích cực lan tỏa đến các gia đình, cộng đồng và toàn xã hội. Đồng thời trang bị cho các em kiến thức về an toàn điện khi sử dụng các thiết bị điện ở trường cũng như ở gia đình. Qua đó giúp cho các em học sinh nâng cao kiến thức, thay đổi hành vi về hoạt động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn, và trở thành những tuyên truyền viên tiết kiệm điện trong nhà trường, gia đình và cộng đồng dân cư mình đang sinh sống, từ đó góp phần hình thành hành vi thói quen sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả, nhằm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tuyến đê bao ven sông Hậu thuộc khu vực ấp Dàm, xã An Quảng Hữu, huyện Tra Cú đang bị sạt lở nghiêm trọng, khiến đời sống sản xuất của bà con nông dân vô cùng khó khăn. Tình trạng này đã xảy ra hơn 10 năm nay và mức độ rủi ro ngày càng tăng cao. Hiện người dân khu vực này, nhất là những hộ ven sông, đang rất mong muốn có được tuyến đê bao vững chắc hơn để có thể yên tâm sinh sống và sản xuất. Hơn 10 năm qua, tình trạng sạt lở như thế này tại khu vực ấp Dàm, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú vẫn không ngừng tiếp diễn, nhất là đoạn từ Dàm Bắc Trang đến ấp Trạm, xã Tân Hòa và đoạn giáp đê Bắc Tổng Long. Đặc biệt trong thời gian gần đây, những hàm ếch khoét sâu vào bờ xuất hiện ngày càng nhiều, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của người dân nơi đây. Có những hộ dân phải di dời nhiều lần nhưng vẫn chưa thể yên tâm. Có những hộ dù có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong tay, nhưng trên thực địa hiện chỉ là mặt sông. Thì mỗi năm nó mỗi sạt lở vô. Sạt lở hồi đó ngoài đó cũng cỡ 100 ngoài mét đó, nó lở vô á. Thì năm nào cũng mình cũng gia cố cũng cừ bằng cây nè, dừa với bạch đằng. Mà đất ở đây nó lở, tàu đâu chạy nó lở dưới chân cơ mà. Mình cừ chứ nó cũng lở chân rồi nó sạt xuống từ từ. Năm cừ 2-3 lần đó mà chịu cũng không nổi. Nhưng mà ở đây thì mấy hộ ở ven sông đây sạt lở này thì cũng lo lắm, lo mấy cái nước mà nước lũ nó lên á, rồi mình con em đồ nè đi đứng nó khó khăn nữa, với mình đi mình ngủ không an tâm, sợ nó sạt rồi nếu nhà mình nó sụp bất cứ lúc nào á, ảnh hưởng đến nó có con cháu, rồi đi mần không dám đi mần nữa, tại vì ở nhà đơn chiếc rồi có hai chồng hai đứa con đi mần bỏ nó nhà không dám. Không còn nhà để ở là tình trạng hiện tại của gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Châu, ngụ ấp Dàm, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú. Chị Châu cho biết, do ảnh hưởng nhiều đợt sạt lở nên đất và nhà ở của gia đình chị cứ bị lấn mất dần trong nhiều năm qua. Đợt sạt lở gần đây nhất khiến nhà bị đổ sập, gia đình chị phải qua ở nhờ nhà người thân. Bên đống đổ nát của căn nhà, chị Châu không khỏi xót xa, bởi gia đình chị vốn dĩ đã nghèo, nay gặp cảnh này lại càng thêm khốn khổ. Ở đây 10 năm rồi, nhà nó bị sạt lở á, rồi nhà không có nhà ở, đi ở đậu với của bà chị á, rồi xin họ hỗ trợ, như là mình có được nhà nước có điều kiện như là làm bờ kè hay làm gì đặng tôi có nhà đặng để ở, chứ tôi có hai đứa con không lẽ đi ở đậu người ta hoài. Cũng là một trong những người dân sống hơn 20 năm tại khu vực ấp Dàm, xã An Quảng Hữu, ông Nguyễn Văn Giá cho biết, do áp lực nước các kỳ triều cường ngày càng tăng nên hệ thống đê bao hiện có trên địa bàn xã thường xuyên bị nước tràn qua. Mỗi lần sạt lở, nước tràn vào thì diện tích hơn 3 công dừa của gia đình ông phải chịu rụng trái, thiệt hại từ 70 đến 80%, thậm chí có năm mất trắng. Bản thân ông cùng nhiều hộ dân nơi đây sống bằng nghề nông là chính, nên nếu tình trạng này cứ kéo dài và không được khắc phục kịp thời thì đời sống của bà con sẽ vô cùng khó khăn. Thế tôi đây thì trồng là cũng như là được diện tích thì có 3 công mà được 70 mấy cây. Thì nó bị ngập rồi nó rụng trái hoài luôn á. Ảnh hưởng thì cây cối rồi với là nhà nó ngập nước rồi này kia đó, nhờ cũng như cấp trên rồi để chợ nó làm cái đê lại cho nó hoàn chỉnh cho dân nhờ chút, chứ để miếng nó tràn vô cái rồi nước sau đây còn giữ nữa. Thời điểm mà trong lúc này thì con nước là tháng 9, tháng 10 này nó đã ngập rồi, toàn bộ là thất bát hết. Thất bát cả một suốt một năm lận. Người qua màu đó để trồng chỉ là thu hoạch, là trong lúc này đang thu hoạch mà ngập nước này đó thì
thất thu người ta không thu hoạch được, hoặc là cá ao người ta đang có nuôi để chàng nên thì cá nó khai sông ảnh hưởng đến bà con cô bác ta nhiều lắm, còn tội nghiệp người ta. Hiện nay xã An Quảng Hữu có hai đoạn sạt lở nghiêm trọng, đoạn thứ nhất dài trên 200 mét từ dạm Bắc Trang đến ấp Trệm xã Tân Hòa, ảnh hưởng trực tiếp khoảng trên 50 hộ và trên 40 hecta diện tích hoa màu. Đoạn sạt lở thứ hai dài khoảng 250 mét giáp với đê Bắc Tổng Long có khoảng 25 hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp. Tình trạng này đã xảy ra hơn 10 năm nay và mức độ rủi ro ngày càng tăng cao. Hiện nay người dân khu vực này, nhất là những hộ ven sông, đang rất mong muốn có được tuyến đê kè vững chắc hơn để có thể yên tâm sinh sống và sản xuất. Thì cũng thông qua đây thì cũng mong rằng các cấp chính quyền, nhà hảo tâm cũng tạo điều kiện để mình giúp đỡ mấy hộ dân ở đây nè, gia cố hay là tạo điều kiện sao đó cho mấy người dân sạt lở ở đây á, yên tâm làm ăn với con cái rồi nó đi tới lui cho nó thuận tiện hơn. Trong những năm gần đây, tình trạng sạt lở tại các địa phương ven sông ven biển diễn biến vô cùng phức tạp khó lường, khiến nhiều hộ dân sinh sống ở các khu vực này thấp thỏm lo âu. Hơn bao giờ hết, ngay lúc này, người dân xã An Quảng Hữu, đặc biệt là các hộ sống ven sông Hậu, rất cần ngành chức năng vào cuộc tìm ra giải pháp căn cơ để giúp họ ổn định cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Còn bây giờ kính mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo khí tượng thủy văn đêm nay và ngày mai. Theo tin từ đài xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đỡ hướng cấp 3, biển bình thường.